Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam chính thức sản xuất và thương mại hóa vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân. Nhật Bản tăng gấp đôi số người nhập cảnh tối đa lên 20.000 người một ngày. Cú đúp của Tuấn Hải giúp tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0 trong trận giao hữu tối qua. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp báo thông báo Việt Nam đã chính thức sản xuất được vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Vaccine có tên thương mại là Naves ASFVAC của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navesco. Chia sẻ về quá trình nghiên cứu vaccine, ông Nguyễn Văn Long, quyền Cục trưởng Cục Thú y cho biết, đầu tháng 11 năm 2019, các nhà khoa học của Mỹ đã công bố nghiên cứu thành công chủng virus dịch tả heo châu Phi nhược độc đã được cắt bỏ đoạn gen ASFG Delta Y177L. Ngay sau khi tiếp nhận chủng này từ Bộ Nông nghiệp Mỹ vào tháng 9 năm 2020, Công ty Thú y Navesco đã triển khai nghiên cứu. Trải qua 5 lần thử nghiệm, kết quả 100% số heo tiêm vaccine được bảo vệ trước virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi trong phòng thí nghiệm và 80% được bảo vệ trong điều kiện sản xuất. Độ dài miễn dịch của vaccine kéo dài 6 tháng sau tiêm phòng. Dự kiến ngày 3 tháng 6, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chính thức công bố Việt Nam sẽ thương mại loại vaccine này. Kể từ ngày 1 tháng 6, tỉnh Lạng Sơn sẽ chính thức thực hiện vùng xanh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Theo đó, tất cả các cán bộ, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, tổ chức cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, các lái xe, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn trước khi đến các cửa khẩu đều được quản lý, áp dụng các biện pháp kiểm soát y tế để đảm bảo phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, như test COVID-19 định kỳ 7 ngày. Có giấy xét nghiệm COVID-19 hiệu lực 3 ngày mới được vào cửa khẩu. Sở Công Thương Lạng Sơn cũng đã gửi văn bản đến các địa phương đề nghị phối hợp, phổ biến quy định đến các doanh nghiệp để nắm bắt và thực hiện khi đưa hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn để xuất khẩu. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,2 triệu người được nhận tiền hỗ trợ thuê trọ theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, tương đương trên 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ chi trả gói hỗ trợ này của thành phố vẫn còn chậm do có nhiều vướng mắc về xác định đối tượng thụ hưởng hay phải chờ xác nhận của chủ nhà trọ. Đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ đang là mong mỏi của hàng ngàn công dân giữa bão giá hiện nay. Nhiều năm nay, gia đình chị Phạm Thị Liệu phải thuê trọ vì đồng lương công nhân ít ỏi. Sau dịch, cuộc sống gia đình chị lại càng khó khăn trăm bề. Sớm nhận được hỗ trợ thuê trọ là mong mỏi lớn nhất của chị. Tiền lương thì nó không đủ chi phí hàng tháng. Được hỗ trợ thì cũng được phần nào giúp cho nó con học hành cho nó tốt. Sau hơn một tháng triển khai chính sách, đến nay, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ mới xác nhận cho gần 54.000 lao động từ 3.850 doanh nghiệp, tức là chưa quá 5% so với dự kiến. Thông tin của nhân viên, tất cả thì đều đã có cơ sở dữ liệu. Nhưng với cái yêu cầu của gói bảo hiểm này thì công ty dùng cái ứng dụng là Google Form gửi cái form đến cho mỗi nhân viên tự đăng ký. Chúng tôi thành lập 3 cái đoàn kiểm tra về mặt tiến độ chi trả, kiểm tra về mặt chính xác của cái hồ sơ chi trả và cái tính kịp thời khi mà dân người sử dụng lao động chi cho người lao động. Trong tình hình sinh hoạt phí leo thang, chính sách nhân văn này sẽ kịp thời chia sẻ giúp công nhân vượt qua giai đoạn hiện nay. Ngày 1 tháng 6, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục bàn giao gần 70 ha đất phục vụ sân bay Long Thành. Như vậy đến nay, trong tổng số hơn 2.530 ha đất sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai đã bàn giao khoảng 2.320 ha, đạt tỷ lệ hơn 91%. Diện tích đất bàn giao lần này đa phần là đất do người dân sang nhượng bằng giấy viết tay. Quá trình đền bù, hỗ trợ, tái định cư gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành. Tới đây, tỉnh Đồng Nai sẽ đẩy mạnh vận động thực hiện chính sách tạm cư để sớm bàn giao toàn bộ sân bay mặt bằng sân bay Long Thành cho chủ đầu tư. Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa văn hóa ẩm thực quê nhà, một người Việt đã mang cả hương vị và không gian đậm chất quê hương đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nơi có sự giao thoa văn hóa ẩm thực đa dạng nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà hàng Chảnh gây ấn tượng với thực khách bằng những bức ảnh Hà Nội xưa và những cô gái trong tà áo dài trắng. Bên trong không gian ấm cúng nhờ những chiếc đèn lồng gợi nhớ đến phố cổ Hội An. Cả món ăn vừa thân quen gần gũi, vừa mang tính sáng tạo mới mẻ.
Bạn gái người Việt đã mời tôi đến nhà hàng này. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Món ăn rất tươi ngon. Hôm nay tôi chọn món lẩu cua đồng, vị của món ăn thật đặc biệt. Đến đây ngoài việc thưởng thức các món ăn Việt, chúng tôi còn thưởng thức nhạc Việt và những bài hát Việt Nam. Nằm tại khu phố sôi động bậc nhất Kuala Lumpur, nhà hàng như một điểm đến mới trong số các nhà hàng ẩm thực Việt, vốn rất được ưa chuộng tại Malaysia. Ngày 1 tháng 6, cơ quan chức năng tại thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra một kho hàng tại quận Hoàng Mai. Tại đây, lực lượng phát hiện các công nhân đang dán nhãn phù phép cho các nguyên liệu bán thành phẩm của Trung Quốc thành sản phẩm thuốc trừ cỏ do Việt Nam sản xuất. Kiểm tra kho hàng tại địa chỉ số 19, ngõ 785 đường Nguyễn Khoái, tổ công tác phát hiện các công nhân đang dán nhãn cho hàng loạt sản phẩm đủ thương hiệu. Tại kho hàng còn có một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật đựng trong các can, chai nhựa, bao gồm cả những loại có tem nhãn của Trung Quốc, lẫn loại chưa có nhãn mác, rất nhiều thùng tem, nhãn, với hàng chục dạng sản phẩm đủ các thương hiệu. Đáng chú ý, còn có những sản phẩm chứa thành phần glyphosate bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào danh sách cấm lưu hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021. Lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 17.900 lít thuốc diệt cỏ. Vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an để tiến hành xác minh xử lý theo quy định. Tiếp theo cho phần tin thế giới. Sản xuất xi măng từ thực phẩm dư thừa, vừa tiết kiệm vừa không gây ô nhiễm, sáng tạo của các nhà khoa học Nhật Bản. Bán đấu giá ấn bản đầu tiên của cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy của tác giả J.K. Rowling. Phần thông tin quốc tế, thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lắng dịu, Nhật Bản hôm qua thông báo tăng gấp đôi số người nhập cảnh, tối đa lên đến 20.000 người trên một ngày. Ngoài ra, nước này cũng bắt đầu dỡ bỏ quy định cách ly và xét nghiệm bắt buộc khi nhập cảnh đối với những người đến từ 98 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Việc mở cửa có điều kiện cho du khách nước ngoài dự kiến được thực hiện từ ngày 10 tháng 6 tới. Chúng tôi rất vui khi sắp được đón khách du lịch nước ngoài. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã khởi động lại các công tác chuẩn bị. Chúng tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều khách du lịch nước ngoài, trong đó có cả khách Việt Nam, lựa chọn Nhật Bản là điểm đến. Việc gia tăng giới hạn về số lượng người nhập cảnh và nới lỏng kiểm soát biên giới là những bước đi đầu tiên của Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa có điều kiện cho du khách du lịch nước ngoài. Xi măng là một loại vật liệu xây dựng thiết yếu, nhưng việc sản xuất ra nó lại gây ô nhiễm môi trường. Giờ đây, nhóm nghiên cứu tại Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết họ có thể tạo ra xi măng một cách thân thiện với môi trường. Kota Machida và Yuriya Sakai đang phát triển một công nghệ biến thực phẩm dư thừa thành vật liệu xây dựng. Họ cho biết loại xi măng này có độ kết dính và sức bền, gần giống với xi măng thông thường. Quá trình gồm có 3 bước. Đầu tiên chúng tôi làm khô thức ăn và sau đó nghiền nhỏ chúng. Sau đó chúng tôi sử dụng phương pháp nén nhiệt để tạo thành xi măng. Nhóm nghiên cứu cho biết ban đầu họ thử nghiệm với gỗ, sau đó sử dụng nguyên liệu gốc thực vật như là lá trà. Tất cả đều cho kết quả khả quan. Tuy nhiên loại vật liệu mới này vẫn còn một số hạn chế như thấm nước và có thể thu hút các loại côn trùng. Tỷ lệ lạm phát đang gia tăng mạnh tại nhiều nước trên thế giới. Tại Hy Lạp, ngay đến cả món ăn đường phố nổi tiếng Souvlaki cũng cảm nhận được sức nóng từ lạm phát. Souvlaki gồm thịt nướng được kẹp trong một lớp bánh ăn kèm cà chua, hành tây và sữa chua Hy Lạp. Món ăn này thường có giá rẻ, nhưng đã tăng ít nhất 30% kể từ năm ngoái. Lúc trước tôi thường mua 2 hoặc 3 phần souvlaki, nhưng giờ tôi chỉ mua một phần, giá cả cứ tăng trong khi lương thì vẫn vậy. Những người kinh doanh món ăn đường phố này đang gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu gia tăng. Nếu chi phí đầu vào cứ tiếp tục tăng thì tôi sẽ không thể duy trì việc kinh doanh được nữa. Chúng tôi buộc phải tăng giá bán, nhưng cũng không thể tăng quá cao vì sẽ mất khách hàng. Lạm phát tại Hy Lạp đã đạt mức cao nhất trong 28 năm qua. Giá thịt heo đã tăng 30%, trong khi dầu hướng dương tăng đến 125% do mặt hàng này chủ yếu nhập từ Ukraine. Tuyết đã bắt đầu rơi tại nhiều nơi ở bờ đông Australia khi nước này bước sang mùa đông. Thời tiết lạnh giá khiến cho nhiều người thích thú, nhưng cũng gây ra nhiều sự cố. Cơ quan khí tượng Australia cho biết nhiệt độ tại nhiều nơi đã xuống mức 1 độ C. Một số khu trượt tuyết đã sớm mở cửa chào đón du khách. Chỉ trong 24 giờ qua, tuyết đã rơi dày khoảng 30 cm.
Thật tuyệt vời và kỳ diệu. Chúng tôi đã lái xe từ Sydney đến đây để tận hưởng không khí. Tuy nhiên, nhiệt độ xuống thấp đã khiến nhiều trường học đóng cửa. Cơ quan khẩn cấp New South Wales cho biết đã nhận được khoảng 1.400 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Gần 4.000 hộ dân ở bang này bị mất điện. Nhà chức trách cảnh báo thời tiết giá lạnh này còn có thể gây hại cho các hộ chăn nuôi. Kể từ khi mở cửa lần đầu tiên cho đến nay, nhà hát Opera Sydney ở Australia đã nhận được vô số than phiền về chất lượng âm thanh. Giờ đây, công trình này đang được tu sửa để chuẩn bị chào đón sinh nhật tròn 50 năm vào năm sau. Các nhân viên sửa chữa đã gắn thêm nhiều tấm bạc khổng lồ, bộ phận khuếch tán và phán xạ âm thanh nhằm cải thiện chất lượng của các màn trình diễn. Quá trình trùng tu đã kéo dài trong 2 năm qua. Công nghệ có từ những năm 1960 sẽ được cải tiến. Chúng tôi đảm bảo nhà hát Opera Sydney sẽ được trang bị công nghệ hàng đầu thế giới. Không chỉ có chất lượng âm thanh, thiết kế của nhà hát cũng sẽ được nâng cấp. Việc sửa chữa trùng tu sẽ tốn khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Hệ thống âm thanh tại nhà hát Opera Sydney dự kiến sẽ được thử nghiệm vào tháng 7. Khán giả sẽ được thưởng thức bản giao hưởng số 2 của nhà soạn nhạc Mahler mang tên Hồi sinh. Ấn bản đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá phù thủy của tác giả J.K. Rowling sẽ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Christie's ở London, Anh với giá khởi điểm từ 250.000 đô la Mỹ. Ấn phẩm Harry Potter độc đáo có một số lỗi kèm chữ ký của tác giả này, là một trong 500 bản bìa cứng của cuốn sách được in lần đầu vào năm 1997. 300 bản trong số đó đã được gửi đến các thư viện. Thời điểm ấy, nữ tác giả hoàn toàn vô danh, nhưng cuốn sách về thế giới phép thuật của phù thủy và pháp sư của bà đã trở thành một cú hit lớn trên toàn thế giới, tạo ra cả một series phim lớn. Cuốn sách có một vài lỗi sai trong quá trình sản xuất này sẽ được Christie's chào bán trong khuôn khổ sự kiện văn học nghệ thuật diễn ra từ ngày 7 đến 15 tháng 6. Thưa quý vị, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan diễn ra vào tối qua trên sân Thống Nhất. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm đội tuyển Việt Nam trở lại thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu. Tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin với lợi thế sân nhà. Phút 33, từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, trung vệ Adriano Schmidt kiến tạo cho Tuấn Hải đánh đầu cận thành, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước. Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2. Các cầu thủ Afghanistan tìm cách ghi bàn, nhưng không thể vượt qua được sự tập trung của thủ môn Giang Lâm cùng đồng đội. Gần cuối trận, Tuấn Hải đột phá vào vòng cấm, rồi dứt điểm tung lưới đối phương. Cú đúp của anh giúp đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0. Thông tin cập nhật. Vụ kiện giữa hai diễn viên Johnny Depp và Amber Heard đã có phán quyết cuối cùng sau nhiều tuần tranh luận làm hao tốn giấy mực truyền thông. Bồi thẩm đoàn đã quyết định Depp là người chiến thắng và yêu cầu Heard phải bồi thường cho ông 15 triệu đô la Mỹ. Phán quyết kết luận Amber Heard đã phỉ báng chồng cũ và đã bị đặt chuyện bị Johnny Depp bạo hành trước và trong thời gian hai người kết hôn. Tuy nhiên, Heard cũng giành được một chiến thắng nhỏ khi bồi thẩm đoàn đồng ý rằng bà đã bị một luật sư của Depp bôi nhọ. Amber Heard sẽ được bồi thường 2 triệu đô la Mỹ. Heard nói rằng phán quyết này là bước thụt lùi đối với sự đấu tranh của phụ nữ. Trong khi đó, Johnny Depp đăng tải trên trang Instagram cá nhân rằng ông hy vọng trường hợp của mình sẽ giúp những người khác tìm được sự hỗ trợ khi gặp bạo lực gia đình, dù họ là phụ nữ hay đàn ông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều vào lúc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Kính chúc quý vị có ngày mới làm việc học tập thật hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.